Nếu thường xuyên theo dõi thì các bạn sẽ không cảm thấy bất ngờ khi mà thấy cá voi lưng gù hay cá voi xanh thường chủ động tấn công cá voi sát thủ. Và tất nhiên thì không phải để ăn thịt, bởi thức ăn chủ yếu của chúng là động vật thân mềm và các loài cá nhỏ, mà là để bảo vệ con mồi của chính cá voi sát thủ, đúng với câu kẻ thù của kẻ thù là bạn. Và theo thống kê, có đến 87% trường hợp cá voi lưng gù xuất hiện khi mà đối thủ đang săn mồi, và 89% tình huống cá voi lưng gù có mặt đúng lúc khi cá voi sát thủ đang tấn công các loài vật khác. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, đại dương xanh thì là ngôi nhà chung của rất nhiều loài sinh vật, và trong đó thì chúng ta phải kể đến một loài sát thủ săn mồi bậc nhất của đại dương, đó chính là loài cá voi sát thủ, một loài động vật có kích thước khổng lồ và không ngán bất kỳ loài sinh vật nào. Vậy thì tại sao mà kỹ năng săn mồi của loài cá voi sát thủ này thượng thừa như thế nào, chúng ra tay tàn độc ra sao, và loài cá voi sát thủ này tại sao lại được mệnh danh là những thiên tài máu lạnh của đại dương? Để giải đáp được những câu hỏi đó thì ngay bây giờ hãy cùng Giải Mã TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Cá voi sát thủ có mặt ở tất cả các đại dương và hầu hết các vùng biển trên trái đất. Tuy nhiên thì chúng thường thích săn mồi ở những vùng biển lạnh, vĩ độ cao và tầng nước trên cùng. Đặc điểm của cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ hay còn có tên gọi khác là cá heo đen lớn hay là cá hổ kinh, và có tên khoa học là Orca, là một loài cá voi có răng thuộc họ cá heo đại dương, đồng thời là phần loài cá heo lớn nhất. Và cá voi sát thủ sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và Châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp hơn. Một con cá voi sát thủ điển hình thì luôn có những khoang màu đen trên lưng, đốm trắng ở ngực và hai bên sườn, cũng như là một mảng trắng khác nằm trên và đằng sau đôi mắt. Chúng có kích thước khá lớn, một con đực trưởng thành thường dài từ 6 cho đến 8 mét và nặng tới hơn 6 tấn, còn con cái thì nhỏ hơn, dài khoảng 5 đến 7 mét và cân nặng từ 3 cho đến 4 tấn. Trong khi đó thì con non mới sinh chỉ nặng khoảng 180 kg, dài chừng 2,4 mét. Bên cạnh đó thì cá voi sát thủ cũng đạt vị trí quán quân trong ngôi vị loài động vật biển có vú di chuyển nhanh nhất, với tốc độ tối đa có thể đạt tới 56 km/h. Với tuổi thọ của loài động vật này phân hóa tương đối rõ rệt theo giới tính, con cái sẽ sở hữu tuổi thọ trung bình khoảng 50 tuổi và có thể sinh sản đến khoảng 40 tuổi, trong khi những con đực thường chỉ sống được trung bình khoảng 29 năm và tối đa là 50 đến 60 năm. Với kích thước lớn nhưng vẫn nhanh nhẹn, khéo léo và sống lâu, vứt đầu cũng sống và đặc biệt thông minh, loài vật này chính là một trong những cỗ máy giết chóc hoàn hảo nhất mà thiên nhiên đã từng tạo ra. 2. Không ngán bất cứ đối thủ nào dù là thông minh và hung dữ nhất. Cá voi sát thủ chính là cơn ác mộng của loài cá heo nói chung. Và dù cũng nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh, nhưng lại rất ít trường hợp những chú cá heo tội nghiệp thoát khỏi bộ hàm với hơn 50 cái răng sắc nhọn của những tên sát thủ chuyên nghiệp này. Cá mập thì cũng là một món ăn ưa thích trong thực đơn của cá voi sát thủ. Bên cạnh đó thì cá heo, một hung thần biển cả khác, vốn sở hữu sức mạnh đáng nể và cũng đặc biệt thông minh, thế nhưng vẫn trở thành bữa ăn giàu protein cho cá voi sát thủ. Và đó chính là loài cá mập trắng lớn, một trong những loài cá hung dữ nhất của đại dương. Và có thể nói, cá voi sát thủ là loài động vật ăn thịt đầu bảng của đại dương, và bản thân chúng không có bất kỳ kẻ thù nào ở ngoài tự nhiên. Chúng thông minh, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và cực kỳ khéo léo. Và có lẽ kẻ thù số 1 của loài cá voi sát thủ trên trái đất thì chỉ là con người mà thôi. 3. Đặc biệt thích tấn công trẻ em. Có lẽ nên đặt thêm biệt danh cho cá voi sát thủ là ông kẹ của đại dương, bởi chúng cực kỳ thích săn bắt và ăn thịt các con non, từ những chú hải cẩu, sư tử biển hay thậm chí là cá nhà táng con. Cá voi sát thủ đang tấn công con cá voi lưng gù bằng cách săn mồi theo bầy.
thường là cả một gia đình gồm 3 cho đến 5 con, hoặc thậm chí là hai gia đình cùng kết hợp. Chúng tách con cá voi con ra khỏi cá voi mẹ và sau đó liên tục thi triển những cú húc đầu khủng khiếp, tấn công cá voi lưng gù con cho đến khi nó tử vong. Và có lẽ chính vì lý do này mà gần như tất cả các loài cá nhà táng khổng lồ đều không ưa cá voi sát thủ. Nếu thường xuyên theo dõi thì các bạn sẽ không cảm thấy bất ngờ khi mà thấy cá voi lưng gù hay cá voi xanh thường chủ động tấn công cá voi sát thủ. Và tất nhiên thì không phải để ăn thịt, bởi thức ăn chủ yếu của chúng là động vật thân mềm và các loài cá nhỏ, mà là để bảo vệ con mồi của chính cá voi sát thủ, đúng với câu kẻ thù của kẻ thù là bạn. Và theo thống kê, có đến 87% trường hợp cá voi lưng gù xuất hiện khi mà đối thủ đang săn mồi, và 89% tình huống cá voi lưng gù có mặt đúng lúc khi cá voi sát thủ đang tấn công các loài vật khác. 4. Nắm trong tay những chiêu thức săn mồi thượng thừa. Cá voi sát thủ nổi tiếng với chiến thuật đi săn theo nhóm và biết cách lên kế hoạch hoàn hảo trong nhiều tình huống. Không những vậy thì chúng còn sở hữu những chiêu thức kết liễu đối phương hết sức phức tạp và cũng cực kỳ hiệu quả. Một trong số đó là tuyệt chiêu Karate Chop. Tiến sĩ hải dương học Ingrid Visser đã chuyên gia nghiên cứu về hành vi săn mồi của loài cá voi sát thủ hơn 20 năm qua đã mô tả chiêu thức này như sau. Đó là cá voi sát thủ sẽ sử dụng cái đuôi cực khỏe của nó để lái con cá mập lên gần mặt nước. Và chúng thậm chí còn không chạm vào con cá mập mà chỉ sử dụng lực đẩy từ đuôi để tạo ra một con sóng ngầm đẩy cá mập lên phía sát mặt nước. Sau khi cá mập đã bị đẩy lên sát mặt nước thì cá voi sát thủ sẽ ngay lập tức vùng vẩy, cuộn mình lên khỏi mặt nước và dùng chiếc đuôi chặt mạnh xuống đầu của con mồi và khiến nó choáng váng hay thậm chí là bất tỉnh. Cá mập được biết đến là một trong những cỗ săn mồi hoàn hảo của đại dương và chúng gần như không có điểm yếu, ngoại trừ việc bị lộn ngược người. Chúng sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt, tương tự như khi bạn túm gáy của một chú mèo. Và có lẽ sau nhiều lần chạm trán với cá mập trắng lớn thì những con cá voi sát thủ nhận thấy rằng nếu chúng lật ngửa được con cá mập thì cá mập sẽ không đánh trả. Và chúng cũng đủ thông minh để nắm được nhược điểm này sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, săn mồi và biến mình trở thành cơn ấp mộng của bất cứ loài cá mập nào. Và đó cũng chính là điểm đáng sợ nhất của những loài cá voi sát thủ. Chúng vô cùng thông minh, biết cách xây dựng chiến thuật săn mồi từ kinh nghiệm học hỏi được và vận dụng nó vào từng tình huống khác nhau một cách hợp lý. 5. Nhận biết được sự nguy hiểm đến từ con người. Con người chính là loài thống trị trên hành tinh và chúng ta dễ dàng thuần phục loài động vật to lớn nhất mặt đất, biến voi thành những diễn viên xiếc hay trợ thủ đắc lực cho các công việc nặng nhọc. Trên đại dương thì con người đã săn bắt cá nhà táng, loài cá lớn nhất hành tinh trong hàng trăm năm, thậm chí là khiến một số loài cá voi đứng bên bờ tuyệt chủng, là cá voi sát thủ thì cũng không phải là ngoại lệ. Những cá thể may mắn sống sót thì dường như chưa bao giờ quên điều đó, và như đã nói thì cá voi sát thủ đủ thông minh để đúc rút kinh nghiệm từ những sự kiện mà chúng đã trải qua trong đời. 6. Có tổ chức xã hội chặt chẽ. Sẵn tiện nói rằng, về khả năng tương tác giữa các thành viên trong đàn thì đã có không ít bằng chứng cho thấy cá voi sát thủ cực kỳ yêu thương đồng loại của mình, không giống như nhiều loài động vật khác. Loài cá voi sát thủ thường sinh sống theo bầy đàn, cùng nhau đi săn và chia sẻ thức ăn. Đặc biệt hơn, thay vì sống với một bầy cá voi nhất định, nó bơi cùng ít nhất 5 nhóm orca khác nhau. Và là điều thú vị là tất cả bọn chúng đều yêu thương và chăm sóc cho chú cá bị thương này. Và một điều cực kỳ hiếm gặp trong thế giới động vật, bởi luôn có sự tranh chấp giữa các quần thể và những cá thể bị thương thường bị bỏ mặc đến chết. Và có lần thì nhóm nghiên cứu đã từng chứng kiến cảnh tượng xúc động, đó là hai con cá voi sát thủ cái rẽ sóng trên mặt biển, mỗi con ngậm trong miệng một con cá trích lớn cho con bị thương. Và loài cá voi sát thủ là loài có tổ chức xã hội cực kỳ chặt chẽ hơn bất cứ loài động vật nào khác trên hành tinh, ngoại trừ con người. Và đó là lý do giải thích tại sao cá voi sát thủ thường mắc cạn theo bầy. Bởi khi một thành viên nào đó vô tình bơi vào vùng nước nông và mắc cạn, thì những con trong đàn khác sẽ không bỏ mặc nó mà tìm cách ứng cứu.
và tình mẫu tử của loài động vật này cũng rất thiêng liêng. Cá voi sát thủ mẹ sẽ chăm lo hết mực cho con nó, đến mức những con oca gần như là chắc chắn thì sẽ chết nếu mẹ của chúng không còn nữa. Và trong năm 2018 thì các nhà khoa học đã ghi nhận một trường hợp khiến nhiều người không thể cầm lòng khi mà một con oca mẹ có tên là Thalequac đã mang xác của con mình theo đàn. Dù biết rằng chú cá nhỏ bé ấy đã qua đời, nó đang thương tiếc cho đứa con và dường như chưa sẵn sàng để vượt qua sự kiện đau buồn đó, và một nhà nghiên cứu đã nhận định. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về loài cá voi sát thủ, một bậc thầy săn mồi dưới đáy đại dương rồi đúng không nào? Và chúng là những loài động vật mạnh mẽ, thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo. Và ngoài ra thì chúng còn có tình đồng loại đáng ngưỡng mộ trong thế giới tự nhiên nữa đấy. Và chính vì những lý do đó thì khiến cho cá voi sát thủ trở thành cỗ máy săn mồi ở dưới đáy đại dương. Và các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé! Và các bạn ơi, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!